Ok, thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi trước với nhau nhé. Đầu tiên ấy, là chúng ta lại cùng nhau chữa đề 31 tháng 5 năm 2023. Thì ở đây ấy, hôm trước là chúng ta đã chữa những câu trắc nghiệm về phần 1. Đấy là những cái vấn đề cơ bản về nhà nước rồi đúng không? Hôm nay sau khi chúng ta tìm hiểu xong về những cái vấn đề cơ bản của pháp luật ấy, thì chúng ta cũng sẽ chữa thêm những cái câu ở trong đấy. Ok chưa? Thì đầu tiên này chúng ta xem câu 1 ở trong phần trắc nghiệm. Đâu là công cụ quan trọng nhất được nhà nước sử dụng để duy trì trật tự xã hội? Cụ thể chúng ta xem từ đáp án nhé. Đáp án A là tập quán tín ngưỡng đoàn B là pháp luật, đoàn C là đạo đức, còn đoàn D là gì? Đường lối chính sách của đảng phái chính trị thì chắc chắn là gì? Chắc chắn là pháp luật đúng không? Pháp luật sẽ là công cụ quan trọng nhất được nhà nước sử dụng để duy trì trật tự xã hội, đúng không? Mọi người đọc mà xem, Mọi người sẽ thấy trong các đáp án này là gì? Pháp luật đúng không? Là công cụ quan trọng nhất. Đấy và cái nhà nước nào cũng sử dụng đúng không? Và nhà nước nào cũng phải có, được có những cái này chỉ là những cái phụ thôi nhiều tập quán tín ngưỡng này hay là đạo đức này đúng không đạo đức này chúng ta có thể là gì tuy đấy đạo đức đấy, hoặc để tập quán nhưng mà có người không tuân theo thì cũng không sao đúng không tuy nhiên pháp luật là gì pháp luật là phải tuân theo đấy thì có phải đấy chính là công cụ quan trọng nhất đâu ok nhá tiếp theo ấy chúng ta đến câu 5 câu 5 là hôm trước mình chữa rồi đúng không tuy nhiên câu 5 hôm ấy là mình đang bị để nhầm nó vào trong cái phần là của phần 1 đúng không thì thật ra nó phải là của phần 2. chúng ta xem lựa chọn khẳng định sai các khẳng định sau đây ý yeah này trong xã hội công xã nguyên thủy đã có các quy phạm xã hội để duy trì trật tự người ta hỏi là khẳng định sai đúng không lại sai nhá, các bạn nhớ. Đấy thì đây chúng ta thấy này, trong xã hội công xã nguyên thủy thì có quy phạm xã hội để duy trì tự thì đúng rồi đúng không? Trong cái xã hội nguyên thủy này thì có những cái như là gì? Đạo đức các thứ rồi đúng không? Chứ nó chưa có pháp luật. Đây người ta nói là gì? Trong xã hội này thì có các quy phạm xã hội để duy trì tự thì đúng đúng không? Nhưng người ta hỏi sai mà. B này, tập quán pháp là con đường hình thành pháp luật thông qua việc nhà nước thừa nhận các tập quán đã có sẵn thì cũng đúng đúng không? Mình cứ nói chỉ các bạn rồi. Trong cái phần lý thuyết đấy ở bên trên đúng không? Đấy chúng ta có là tập quán pháp này tiền lệ pháp này với cả văn bản quy phạm thì tập quán pháp là gì là con người thành pháp luật trong đó ấy, nhà nước thừa nhận các tập quán thì thôi thì người ta gọi là tập quán pháp đúng không thì c này theo quan điểm của thuyết pháp luật tự nhiên thì pháp luật do chúa trời thượng ấy tạo ra thì chắc chắn là sai rồi đúng không bởi vì sao theo quan điểm của thuyết pháp luật tự nhiên ấy, thì pháp luật là gì là những cái con người tự nhiên sinh ra có đúng không chứ không phải là do chúa trời thượng đế tạo ra do chúa trời thượng đế tạo ra ấy, thì nó phải theo gì theo thuyết thần học đúng không Ok nhá, nhớ theo thuyết thần học thì mới là như vậy. Là cho nên ý C sẽ sai này. D là gì? Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật thì cũng đúng rồi đúng không? Chắc chắn chúng ta có một ý sai ở đây thôi, đấy chính là ý C. Đây không phải là thuyết pháp luật tự nhiên mà là phải là thuyết thần học. Ok, mình đã chỉ các bạn rất rõ rồi nhá. Đấy chúng ta xong câu 1 này, câu 5 này. Tiếp theo ấy mình sẽ chuyển sang câu 6, câu 7. Câu 6, hình thức bên ngoài pháp luật bao gồm, đúng không? Ok, hình thức bên ngoài nhá. Thì mình đã chỉ các bạn đúng không? ở ừ, bên trên ấy. đấy, để là hình thức bên ngoài, chúng ta có hình thức bên ngoài, hình thức bên trong đúng không? Hình thức bên ngoài ấy thì nó sẽ bao gồm là gì? Tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật, đúng chưa? Đấy, mình sẽ chọn đáp B luôn, rất dễ thôi đúng không? Các bạn nhớ hình thức bên ngoài mình có thể mở lại các bạn xem ở trên này. Đây, mọi người thấy không? Hình thức của pháp luật ở trong phần hình thức ấy mình đã nói cho các bạn rất là rõ chúng ta có hình thức bên ngoài và hình thức bên trong của pháp luật hình thức bên ngoài của pháp luật ấy được thể hiện bằng tập quán pháp hoặc là tiền lệ pháp hoặc là văn bản quy phạm pháp luật đúng không có ba cái như này đấy có hình thức bên trong là gì đây nó bao gồm các bộ phận là hệ thống pháp luật ngành luật chế định pháp luật quy phạm pháp luật đúng không đấy thì mình sẽ nói các bạn rất là rõ rồi nhá hình thức bên ngoài nó sẽ bao gồm là tập quán pháp tiền lệ pháp và văn bản quy phạm thì chúng ta biết chọn đáp án chưa đây là đáp án b không tập quán pháp tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật đấy còn mấy ý này đúng không nó chỉ nói lái đi một chút thôi nhiều cái này là tập quán nhưng mà phải là tập quán pháp cơ không phải tập quán đúng wow. không đây tiền lệ thì đây là tiền lệ pháp cơ không phải thì tiền lệ đúng không để thêm mọi người đọc kỹ để mọi người khoanh đúng ok đây là câu 6 tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 7 đấy thì ở phần trách nhiệm này người ta có thể cho chúng ta cái gì cái dạng đục lỗ nhà cũng được đúng không người ta cắt một số cái chữ trong này đi đấy và bắt chúng ta điền vào đấy quy phạm pháp luật là những nguyên tắc xử sự mang tính gì do gì ban hành hoặc thừa nhận hiện ý chí bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị nhằm điều chỉnh các cái gì ok Chúng mọi còn nhớ không quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung ok chưa mang tính bắt buộc chung thật ra là cái này ấy, mình đã nói trong cái định nghĩa của quy phạm pháp luật rồi đúng không quy phạm pháp luật là những nguyên tắc xử sự mang tính bắt buộc chung này do nhà nước ban hành đúng không chứ không phải quốc hội mọi người thấy này do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí bảo vệ giai cấp của giai cấp thống trị nhằm điều chỉnh các quan hệ gì các quan hệ xã hội chứ không phải quan hệ pháp luật đúng chưa Đấy, chúng ta ở chọn đoạn C nhá. Mình có thể quay lại cho các bạn xem cái định nghĩa của quy phạm pháp luật này. Đấy cho mọi người không nhớ nhá, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem định nghĩa của quy phạm pháp luật. Đây. Mình đã cho các bạn xem đây rồi đúng không? Quy phạm pháp luật là các nguyên tắc xử sự chung đúng không? Do nhà nước ban hành. Đấy và đảm bảo thực hiện thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền và nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, đúng chưa? Thì chúng ta có biết chọn đoàn như vừa nãy không? Đó chúng ta đã là đúng không bằng tính bắt buộc này do nhà nước ban hành và điều chỉnh nhớ là phải điều chỉnh các quan hệ xã hội ok vậy câu 7 phải là ý c nhá tiếp theo thì đến câu 8 chỉ ra khẳng định đúng cho các khẳng định sau đấy như mình đã nói đúng không nó có thể là bảo người ta là nêu ra cái nào là đúng nêu ra cái nào là sai Được không thì chúng ta cùng xem nhá câu 8 này chúng ta hãy cùng nhau chỉ ra khẳng định đúng trong các khẳng định như sau có 4 khẳng định a năng lực hành vi của mọi cá nhân là như nhau đấy. b một cá nhân chỉ được tham gia một quan hệ pháp luật nhất định. C. Độ tuổi là yếu tố duy nhất để xác định một chủ thể cá nhân có năng lực hành vi hay không. D. Một quan hệ pháp luật không thể nảy sinh nếu thiếu đi sự kiện pháp lý. Thì đây chúng ta loại trừ thôi đúng không? A này năng lực hành vi của mọi cá nhân là như nhau thì rõ ràng là sai rồi đúng không? Mình đã nói với các bạn rồi. Đấy đấy năng lực pháp luật đấy thì kinh nga đã có. Tuy nhiên năng lực hành vi thì gì của mỗi cá nhân không phải là như nhau mà ấy phải tùy theo đúng không đến độ tuổi nhất định này là tâm sinh lý bình thường này thì nó mới có năng lực hành vi được đúng không chứ không phải là gì không phải năng lực hành vi mọi cá nhân là như nhau đúng không khác nhau đấy chứ ví dụ là một người nhỏ với một người lớn thì chắc chắn là hành vi khác nhau đúng không mình đã chỉ các bạn rất là rõ nhá trong cái phần mà chủ thể đúng không của cái quan hệ pháp luật đấy thì nó chúng ta có cái một chủ thể muốn là chủ thể của quan hệ pháp luật thì phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi đúng không Đấy, cụ thể, năng pháp luật là gì? là khi sinh ra đã có rồi. Nếu mà đang giành vi thì phải đạt một độ tuổi nhất định. Ok chưa? đấy. thì đây, câu a chắc chắn là một câu sai rồi nhá. Thế tiếp theo ta thấy câu b, một cá nhân chỉ được tham gia vào một quan hệ pháp luật nhất định thì rõ ràng là sai rồi đúng không? một cá nhân có thể tham gia vào nhiều chứ đâu phải chỉ có tham gia vào một quan hệ pháp luật như kiểu là gì? quan hệ hôn nhân này đúng không? một cá nhân thì có thể làm sao? quậy hôn nhân này đúng không? rồi quan hệ giữa sếp đúng không? với cả cái người đó, đúng không? thì đấy lại là một quan hệ khác rồi. Đúng chưa? Đấy, chứ không phải là chỉ tham gia một quan hệ pháp luật nhất định mà có thể tham gia vào nhiều quan hệ được đúng không tiếp theo này điểm ý c độ tuổi là yếu tố duy nhất để xác định một chủ thể cá nhân là có được hành vi hay không thì chắc chắn đây là sai rồi đúng không mình đã nói rồi ngoài cái độ tuổi ra ấy thì nó còn gì tâm sinh lý bình thường hay không đúng không và ở trong luật nó cũng quy định là gì những người nào gọi là mất được hành vi dân sự này đúng không đấy hay là những người nào gọi là hạn chế năng lực hành vi đúng không thì đấy không phải là mỗi độ tuổi mà còn phải do cái gì tâm sinh lý nữa chưa thì chúng ta biết là IA, B C, sai rồi này. Thì chúng ta phải chọn cái gì? Ý D thôi đúng không? Một quan hệ pháp luật không thể nảy sinh nếu thiếu đi sự kiện pháp lý. Mọi người còn nhớ không? Đấy là cái sự kiện pháp lý ấy. là cái gì? Là những cái sự kiện mà xảy ra đúng không? Xảy ra nó làm gì? Thay đổi đúng không? Hoặc là chấm dứt một cái quan hệ pháp luật nào đấy. Thì đấy chính là sự kiện pháp lý. Thì có phải là một cái quan hệ pháp luật ấy sẽ không thể nảy sinh đúng không? Nếu mà thiếu đi sự kiện pháp lý, tức là không có gì xảy ra cả thì làm sao mà có một quan hệ pháp luật được? ok không? Đấy nhá. Thì đấy chính là câu số 8, các bạn phải chọn ý đề giúp mình. Tiếp theo là câu số 9. Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật luôn phải có sự tham gia của ai? Thì bạn còn nhớ không? Mình đã nói cho các bạn rồi. Đấy là chúng ta có những cái cách thức nào đúng không? Thực hiện pháp luật thì mình có thể cho các bạn xem lại nhé. Những cách thức để thực hiện pháp luật đây rồi. À? Đây, trên này. Mọi người thấy đúng không? Các hình thức thực hiện pháp luật thì mình đã nói cho các bạn có 4 hình thức. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật không? Thì mọi người nhớ tuân thủ là gì là không tiến hành những hành động pháp luật cấm thi hành pháp luật là chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý bằng hành vi tức là phải thực hiện đúng không sử dụng pháp luật là gì thực hiện quyền những hành vi mà pháp luật cho phép đấy còn áp dụng pháp luật là gì chắc chắn phải thông qua nhà nước hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới gọi là áp dụng pháp luật mình đã nói cho bạn rất rõ cái này rồi đúng không chắc chắn phải thông qua nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền vậy thì bây giờ chúng ta chọn đáp án thôi người ta hỏi áp dụng pháp luật khi nào đúng không đây áp dụng pháp luật là hình thức pháp luật luôn phải có sự tham gia của ai chắc chắn là gì cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền không cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền mình đã nói rồi đúng không khi mà có sự tham gia của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ấy thì khi đó mới gọi là gì áp dụng pháp luật đúng không ok nhớ như vậy xong xong câu 9 tiếp theo này chúng ta còn câu 10 với cả câu 13 ở cái đề 31 tháng 5 này nữa là chúng ta thấy rất là nhiều câu đúng không đây giờ chúng ta chữa hai này 4 này 6 này 8 câu luôn đúng không còn những câu còn lại hôm trước chúng ta đấy còn nhớ không chúng ta đã chữa bốn câu rồi đấy cộng tám câu này nữa thì chúng ta có khoảng là 11 đến 12 câu sẽ là cái lý thuyết của phần 1 và phần 2 mình đã chỉ cho các bạn ở trong cái đề thi nhé sẽ là như vậy còn mấy câu còn lại ấy, nó chính là lý thuyết phần 3 thì phần 3 mình sẽ chỉ cho các bạn sau ok không nhá. rồi nhá chúng đến câu 10 này hình thức lỗi bao gồm những lỗi gì thì mình đã chỉ cho các bạn rất là rõ rồi đúng không chúng ta có gì cố ý và vô ý đúng chưa cố ý và vô ý trong cố ý thì chúng ta có cố ý trực tiếp cố ý gián tiếp trong vô ý thì chúng ta có là gì vô ý vì quá tự tin mà vô ý do cầu thả mình cũng đã lấy ví dụ cho các bạn rồi đúng không cố ý trực tiếp như kiểu là mình lấy cái chai mình đập nó thì mình muốn nó chết đúng không thì đấy chính là cố ý trực tiếp rồi còn cố ý gián tiếp là gì là mình không làm gì nó cả nhưng mà mình để cái kết quả mặc nó xảy ra đúng không thì đấy chính là cố ý gián tiếp vô ý vì quá tự tin ý thì như kiểu là trong dây điện ngoài đồng ấy để bắt chuột chẳng hạn đúng không nhưng mà người đã dẫm vào thì đấy chính là vô ý vì quá tự tin có ý do cầu thả thì không phải ba trường hợp này chính là trường hợp ý thôi được không thì chắc chắn thì chúng ta phải chọn đáp án a hình thức lỗi sẽ bao gồm là cố ý trực tiếp cố ý gián tiếp vô ý do quá tự tin và vô ý do cầu thả Để như vậy được không vậy chúng ta đã xong này câu người rồi nhá tiếp theo ấy, chúng ta đến câu cuối cùng mà chúng ta có thể làm được ở trong cái đề 31 tháng 5 năm 2023 này chúng ta cùng xem nội dung nào ở đây thuộc mặt khách quan ok mặt khách quan trong cấu thành tội phạm và hơn nữa mình đã nói rồi đấy là ấy trong cấu thành tội phạm thì chúng ta có gì mặt khách quan này mặt chủ quan này chủ thể và khách thể đúng không ở cái phần cuối ấy, mình sẽ chỉ các bạn ấy thì đây người ta hỏi là gì nội dung nào ở đây thuộc mặt khách quan thì chúng ta xem thôi mặt khách quan có những gì mình có thể quay lại để các bạn xem nhé đây nó ngay gần đây thôi mặt khách quan và chủ quan đây mặt khách quan đây mọi người thấy không cấu thành vi phạm pháp luật thì nó có bốn cái mặt thế này đúng không mặt khách quan và chủ quan chủ thể khách thể mặt khách quan đây là các yếu tố biểu hiện ra bên ngoài như là gì hành vi đó là hành vi gì hậu quả gây ra là gì mối quan hệ nhân quả là gì và công cụ phương tiện thời gian địa điểm như thế nào đấy chúng ta chọn đáp án thôi rất là dễ thôi đúng không đây hành vi nguy hiểm cho xã hội và lỗi của người phạm tội hành vi nguy hiểm cho xã hội và động cơ người phạm tội toàn là hành vi nguy hiểm thôi nhưng mà người ta hỏi và cái gì nữa đúng không thì chúng ta thấy này và lỗi lỗi thì là gì lỗi là mặt chủ quan rồi chứ không phải khách quan mọi người còn nhớ không mặt chủ quan thì mới nó mới nêu ra lỗi Thấy chưa mình lại có thể quay lại cho các bạn xem ở đây đây đúng không mặt chủ quan ấy thì nó mới là có lỗi đúng không lỗi thì nó ở trong mặt chủ quan chứ không phải mặt khách quan cho nên chúng ta không thể nào mà chọn được đáp án là có chữ lỗi được đúng không thì đây chúng ta cùng xem à, lỗi đây đúng không lỗi thì sai luôn nhá ý a sai ý b này hành vi nguy hiểm cho xã hội và động cơ của người phạm tội c hành vi nguy hiểm cho xã hội và mục đích của người phạm tội động cơ mục đích thì cũng là trong gì cũng là trong mặt chủ quan đúng chưa thì không thể nào chọn ý b c được mà cứ có thể quay lại ý. cái mặt chủ quan đây mình đã chiếu rồi đúng không trong đó nó có lỗi này động cơ với mục đích đúng chưa? thì đấy ba cái này đều là mặt chủ quan nên chúng ta không thể chọn được ba cái này, cho nên chắc chắn ta phải chọn cái D. hành vi nguy hiểm cho xã hội này, hậu quả nguy hiểm cho xã hội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả đấy thì rất, là rõ ràng đúng không? nên chỉ các bạn tất cả trong lý thuyết rồi, bây giờ mọi người chỉ cần nhìn vào và làm bình thường thôi, ok đúng không? rồi nhá. Xong, vậy chúng ta đã chữa xong hết phần trang nghiệm để 31 tháng 5 năm 2023. Tiếp giờ chúng ta sẽ chuyển sang này, cũng là trắc nghiệm, tuy nhiên là đến ngày 4 tháng 7 năm 2023. Nên nó càng gần đây hơn đúng không? Chúng ta cùng xem nó sẽ là từ câu 5 này. Câu 5 6 7 8 9 10. Ok. Có từng đó câu. Thì chúng ta cùng xem nhá. Câu 5 này, đâu là công cụ quan trọng nhất được sử dụng để quản lý xã hội thị tộc? Ok. Đây chỉ là thị tộc thôi nhá. Thị tộc mọi người còn nhớ không? Trong cái xã hội thị tộc thì chưa có nhà nước cho nên không phải nào có pháp luật được. Đúng không? A này. Quán tín điều tôn giáo, B là gì? Đường lối chính sách của Đảng. Lúc đó cũng chỉ là gì chị tộc thôi đúng không chứ không thể nào mà có gì đảng cầm quyền được cho nên cũng không có đường lối chính sách của đảng cầm quyền thì chắc chắn chỉ là gì thôi ý a thôi tập quán với cả tín điều tôn giáo thôi đúng không nhiều tập quán ấy là như thế nào thì đấy lúc đó sẽ quản lý xã hội bằng tập quán này hay là tín điều tôn giáo thôi đúng không chứ nó chưa có đảng cầm quyền cũng chưa có pháp luật cho nên đấy không thể nào mà có đường lối chính sách này với cả pháp luật được đúng không thế là câu năm nhá chúng ta chọn ý a tập quán tín điều tôn giáo sẽ là công cụ quan trọng nhất được sử dụng để quản lý xã hội thị tộc. OK. Tiếp theo này chúng ta đến câu 6 Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. A. Pháp luật là quy phạm xã hội duy nhất được nhà nước sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đây là nhớ mọi người là nhớ là người ta hỏi đúng nhá. Thứ hai này. Pháp luật chỉ phản ánh ý chí của giai cấp thống trị. C. Tính xã hội của pháp luật được thể hiện qua việc pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội làm cho chúng vận động và phát triển phù hợp với quy luật khách quan. Câu D là gì? Việc pháp luật tác động đến ý thức hành vi của con người để họ hành động phù hợp theo quy định pháp luật, được hiểu là chức năng bảo vệ của pháp luật. Ok. Thì ta thấy này, chúng ta loại trừ nhá. Ý A, pháp luật là quy định hội duy nhất thì sai rồi đúng không? Không phải là nhà nước chỉ sử dụng mỗi cái pháp luật. Mà ngoài ra chúng ta còn có tập quán này, đấy với cả gì? Đạo đức các thứ đúng không? Chứ không phải là mỗi cái pháp luật thôi. Cho nên ý A là sai nhá. Ý B là gì? Pháp luật chỉ phản ánh ý chí ở các cấp thống trị thì mình đã nói rồi đúng không? Những cái đáp án ấy mà nó có từ chỉ này, đấy thường nó sẽ bị sai đúng không? Không phải là pháp luật chỉ phản ánh ý chí của giai cấp thống trị, chúng ta đã học rồi đúng không? Pháp luật ngoài phản ánh ý chí của giai cấp thống trị ý, thì còn phản ánh ý chí của các giai cấp khác trong xã hội, chứ không phải nào là chỉ phản ánh cái ý chí của giai cấp mình được. Ok không? Thì đấy là ý A ý B nhá. Tiếp theo này chúng ta cùng xem đến ý C và ý D. Tính xã hội của pháp luật được thể hiện có việc là gì? Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội làm cho chúng vận động và phát triển phù hợp với quy luật khách quan thì có phải là chúng ta đã chọn đoán này không? Còn nếu không, trong cái tính chúng ta đã nói đấy, nó có tính giai cấp với cả tính xã hội, đúng chưa? trong đó tính xã hội đây là gì thể hiện có việc pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội và làm cho chúng vận động và phát triển phù hợp với quy luật khách quan mình đã chỉ cho bạn rất là rõ ở trong cái mà bản chất của pháp luật rồi đúng không nó có tính giai cấp và cả tính xã hội như vậy còn đây là gì việc pháp luật tác động đến ý thức và hành vi của con người để họ hành động phù hợp được hiểu là chức năng bảo vệ thì không phải chức năng bảo vệ đúng không đây là chức năng giáo dục chứ đây này pháp luật mà tác động đến ý thức và để họ hành động phù hợp với quy định thì nó gọi là chức năng giáo dục chứ không phải là bảo vệ đúng chưa chúng ta cũng nói đến các chức năng rồi đấy thì chúng ta có là gì chức năng điều chỉnh này rồi chức năng bảo vệ rồi chức năng giáo dục đúng không thì đây pháp luật tác động đến hành vi đấy để họ hành động được quy định đúng chưa thì đây chính là chức năng giáo dục đúng không thì cũng không phải nói đoạn này được vậy tóm lại câu sáu tay chọn đoạn c ok chưa tiếp theo tay cùng chuyển đến câu số 7 câu 7 đây nội như sau văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do ai ban hành này đúng không và chứa được những quy tắc xử sự như nào và được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các cái gì đúng không thì nó cũng giống như cái đề lúc bên trên mình đã chữa đúng không nó cũng là điền vào chỗ trống thôi và đây chúng ta xem này văn bản phạm pháp luật là văn bản do ai đây a là cơ quan nhà nước b là cơ quan nhà nước c là cơ quan nhà nước và d là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì hết chắn chúng ta phải chọn đáp án là gì d đúng không nó phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đấy và trong đó chứa được những quy tắc thực sự mang tính bắt buộc chung chứ không phải mỗi mang tính bắt buộc đúng không Ok, chúng ta loại A và C này mà ở cái việc là mang tính bắt buộc. Ở đây phải là mang tính bắt buộc chung. Và được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội đúng không? Chứ không phải quan hệ pháp luật. Vì em nói rất là rõ rồi. Ok chưa? Đấy, cho nên chúng ta phải chọn đáp án D nhá. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Và trong đó chứa đựng những nguyên tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, đúng không? Và nhớ là phải điều chỉnh các quan hệ xã hội chứ không phải quan hệ pháp luật, các bạn nhớ như vậy, điều chỉnh các quan hệ xã hội. Ok. Xong câu 7, tiếp theo ta đến câu 8 cấu thành của quan hệ pháp luật bao gồm các yếu tố sau đấy thì mình trong khi mà mình đã chỉ các bạn phần lý thuyết đấy thì mình đã nói rất là rõ đúng không các bạn phải phân biệt giúp mình rất là rõ giữa cấu thành của các cái loại đúng không cấu thành của quy phạm pháp luật khác này cấu thành của vi phạm pháp luật khác này mà cấu hành của quan hệ pháp luật cũng khác đúng không thì mọi người nhớ ở đây rất nhiều bạn khoanh cái ý c đúng không để thi cái hôm này này rất nhiều bạn khoanh cái ý c vì mọi người nhầm lẫn ấy mọi người đọc cái này này thấy quen nhất chủ thể này mặt khách quan mặt chủ quan khách thể tuy nhiên mọi người nhớ đây là gì chủ thể mặt khách quan mặt chủ quan với cả khách thể là cấu thành nó cũng là cấu thành đấy đúng không nhưng mà là cấu thành của gì cấu thành của một cái vi phạm pháp luật đúng chưa nhưng mà ở đây người ta đâu có hỏi là cấu thành của vi phạm pháp luật người ta hỏi người ta là cấu thành của quan hệ pháp luật cơ mà đúng không nhớ nhá mọi người phải đọc rất là kỹ đây là cấu thành của quan hệ pháp luật nhưng mà cái ý c là gì cấu thành của vi phạm pháp luật cho nên đây là một câu sai đúng chưa đây là một câu sai Đấy, không để chọn nào cái này được. Đấy, thì chúng ta phải chọn cái gì? Mọi người còn nhớ không? Cấu thành của quan hệ pháp luật mình đã nói rất là rõ, chúng ta sẽ có ba cái, đấy là chủ thể, nội dung và khách thể. Ta chọn đáp án B nhá. Câu 8 là ý B. Ok chưa? Đó, nó phải là chủ thể, nội dung và khách thể. Mình đã nói cho bạn rất là rõ trong lý thuyết rồi nhá. Mọi người có thể mở lên trên mọi người xem. Ok không? Rồi. Vậy câu 8 phải là ý B. Tiếp theo chúng ta chuyển đến câu số 9 và câu số 10, hai câu cuối cùng trong một trắc nghiệm, được không? Sau khi kết thúc hai câu này chúng ta cùng chưa tự luận. Ok, đấy mình đã chưa rất là nhiều rồi đấy. Chúng ta cùng xem tiếp câu 9. Việc pháp luật được tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân là thể hiện thuộc tính gì của pháp luật? A. Tính giai cấp B. Tính vi phạm phổ biến C. Tính xác định chặt chẽ một tính thức Và D. là Tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước Thì trong cái đề thi hôm nay đấy, có hai câu đúng không? Đấy là cái câu 8 và câu 9 này rất nhiều bạn khoanh sai Câu 8 thì nhiều bạn khoanh C Nhưng mà phải là ý B đúng không? Mọi người phải nhớ Đấy là cấu thành của cái gì thì nó khác nhau đấy đúng không? Còn câu 9 là gì? người ta bảo là việc pháp luật được tuyên truyền phổ biến, nó có chữ phổ biến ở này, này, nhiều bạn đã khoanh luôn, đấy là tính quy phạm phổ biến. Tuy nhiên đây là một câu sai. Đúng không? Bởi vì tại sao mình đã nói rồi, tính quy phạm phổ biến ấy nó là tính bắt buộc cơ mà. Đây là gì? Đây là được chỉ là được tuyên truyền phổ biến thôi thì có phải là gì? Mình cũng đã ghi cho các bạn ở đấy, xem chúng ta sẽ thuộc tính gì pháp luật nhá. Nó sẽ có ba cái tính đúng không? Tính giai cấp là chắc chắn sai rồi, đúng không? Ai khoanh A là hết cứu luôn, đúng không? Bởi vì làm gì có tính giai cấp đâu? Đúng không? Nó chỉ có là gì? ba thuộc tính của pháp luật. Đấy là tính quy phạm phổ biến tính rất chặt chẽ mà hình thức và tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước thì bây giờ chúng ta xem là thuộc tính nào thôi đúng không và mình nhớ không nhầm là mình đã chỉ các bạn này trong lý thuyết rất là rõ rồi mình có thể quay lại các bạn xem đây ở trong tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước thì mình đã nói đúng không ở đây này có ba cái đây là gì thuộc tính pháp luật đây là tính quy định phổ biến tính xác định chặt chẽ mà hình thức và tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước thì đây trong đó tính quy định phổ biến là như này đúng không tính xác định chặt chẽ mà hình thức là như này và tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước ở như thế này trong đó mình đã ghi ra rồi đấy là ý, việc tuyên truyền phổ biến rộng rãi pháp luật trong nhân dân thì nó chính là tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước thì có phải là cái câu này đang hỏi nói đúng là gì tuyên truyền phổ biến rộng rãi của nhân dân không thì chúng ta phải chọn án thôi đúng không mình đã chỉ rất là rõ rồi nhá đấy là tính được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước các bạn nhớ như vậy cho mình câu 9 là án d ok tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 10 trong lúc nhậu cùng nhau do bực tức vì mời uống bia nhưng không uống do vậy y đã cầm chai bia đánh vào đầu x hậu quả là ích tử vong ngay sau đó lỗi của yêu trường hợp này là gì a lỗi cố ý trực tiếp b lỗi cố ý gián tiếp c lỗi cố ý do cầu thả và d là lỗi cố ý do quá tự tin thì đây mình đã nói các bạn rất là rõ rồi đúng không đấy là ý. cái lỗi này chúng ta xác định bằng cách là gì lỗi cố ý trực tiếp là gì là biết trước hậu quả đấy và mình làm để cho hậu quả xảy ra thì đấy là cố ý trực tiếp còn cố ý gián tiếp là gì cố ý gián tiếp ý là mình không làm nhưng mà mình để mặc hậu quả xảy ra đúng không lỗi vô ý thì là gì lỗi vô ý là mình không muốn hậu quả xảy ra đúng không Đấy nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thế giờ chúng ta thấy này, Y đã cầm chai bia đánh vào đầu X thì đây là việc làm chủ động của Y chưa? Chủ động của Y rồi, đúng không? Thì chắc chắn đây sẽ là gì nhỉ? Cố ý trực tiếp, đúng không? Giả sử là gì? Y thấy X đang bị đánh mà Y không cứu cơ, thì đấy mới là cố ý gián tiếp, đúng không? Còn đây là gì? Y cầm hẳn cái chai đập vào đầu X rồi thì đây chính là lỗi cố ý trực tiếp. Lỗi của Y ấy sẽ là lỗi cố ý trực tiếp, ok chưa? Mọi okay, người nhớ như vậy giúp mình. Mình mà làm thẳng cái việc đó thì đấy chính là cố ý trực tiếp luôn, hiểu không? Rồi nhá, xong câu 10 rất là đơn giản vậy thôi đó thì đấy là kết thúc phần trắc nghiệm rồi được không? Bây giờ ấy, chúng ta ấy chuyển sang này, cái phần tự luận.